Sau hai lần bị hoãn vì dịch Covid-19, giải chạy Tây Hồ Half Marathon 2021 Powered by Beam Group The Legend Red sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2022. Giải được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao. Giải đấu là sự kiện thường niên được Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Hà Nội tổ chức. Giải năm nay bao gồm các cự ly 3 km, 6 km, 15 km và 21 km. Nội dung 3 km sẽ dành cho những trẻ em. Đến nay đã có hơn 3.000 vận động viên đăng ký tranh tài, trong đó có hơn 1.300 vận động viên tranh tài ở cự ly 21 km. Cung đường chạy vẫn bao quanh Hồ Tây Hà Nội, thoáng đãng và đặc sắc với nhiều không gian văn hóa và danh thắng. Đường chạy năm nay được ban tổ chức thiết kế mới nhằm tránh ùn tắc. Các vận động viên tham dự giải đều phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tổng giải thưởng của sự kiện là trên 190 triệu đồng.